Vâng ạ, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Zika của chúng em. Và trước mắt quý vị và các bạn hôm nay trong cái video này, đó là một chiếc CB TD Arctic CB 600, một chiếc nâng tiếng, đã được hãng nâng cấp lên so với cái bản CB 600 thường. Bản này sẽ là bản CB 600 Pro, một bản được nâng cấp về cả hình thức lẫn cả những linh kiện bên trong. Để nhận biết được cái model này thì các bác có thể nhìn chữ CB 600 Pro thay vì phiên bản trước chỉ là CB 600 thường. Với cái phiên bản này thì đã được hãng trang trí cái cấu hình mặt trước, nó sinh động và nó đẹp hơn cái chiếc CB thường kia. Các bác có thể nhìn thấy đây, quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy tất cả những cái ký hiệu và kênh 1, kênh 2 và xúc bát. Đặc biệt là kênh 1, kênh 2 và xúc bát thì được tô điểm thêm cái màu xanh, để làm nổi bật lên cái khuôn cấu hình mặt trước, cho chúng ta một cái nhìn nó rất là mới mẻ. Và cái tông màu của chiếc CB 600 Pro này thì cũng dịu hơn một chút, nó là tông màu lạnh dịu hơn một chút so với phiên bản trước nhé quý vị các bạn nhé. Và đặc biệt một điều là đã được nâng cấp lên thế hệ con chip mới. Về cái cách xử lý âm thanh cũng như đọc những cái file nhạc số, nó rất là chi tiết hơn cái phiên bản CB 600 cũ. So với con CB 600 Pro này thì em đánh giá cái chất lượng về cái âm thanh nó sẽ hay hơn, nó chi tiết hơn nhiều. Tất cả các sản phẩm chúng em nhập về đều được hãng đã đính tem niêm phong ở các con ốc vít, cho nên chúng em sẽ không tháo được ở bên trong ra, sẽ không tháo được bên trong để cho các bác xem nội tạng. Điều này chúng em sẽ không thể làm được. Nếu làm thì em tháo con này thì con này sẽ mất đi cái quyền lợi bảo hành của hãng. Chính vì vậy em sẽ để im. Nếu em tháo em sẽ không phân phối ra cho các bác và quý vị các bạn trên thị trường được. Cho nên em sẽ không tháo. Để minh chứng cụ thể hơn thì em test bằng nhạc thôi để cho các bác nghe và quý vị các bạn nghe được cái chất và cái khả năng của con TD Arctic CB 600 Pro này nhé. Còn về cái giao diện mặt sau thì con CB 600 Pro này vẫn được trang bị đầy đủ các đường vào và đường ra. Sẽ có hai đường vào và hai đường ra cho chúng ta lựa chọn, đó là line hoa sen và cam nông. Chính vì vậy chúng ta có thể ghép được với sử dụng gia đình và đi sự kiện rất là tiện lợi, thưa quý vị các bạn như vậy. Đây, em sẽ tạm ngừng không cho nâng tiếng hoạt động nhé, để cho quý vị các bạn nghe và so sánh. Đấy, các bạn thấy không? Quý vị các bạn thấy không? Nó khi mà con CB này nó không hoạt động nữa thì cái tiếng nhạc nó không còn được chi tiết và tiếng bass nó không còn sâu nữa. Vâng ạ, vậy là cũng đủ thời gian để quý vị các bạn thẩm định được cái chất lượng của chiếc CB 600 Pro này, một phiên bản nâng cấp của chiếc CB 600 trước đây mà có mặt tại Zika chúng em. Và đây là hai số hotline của bên Zika Audio của chúng em nhé. Quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 0963889192 và 0965503357 để bên công ty Zika chúng em tư vấn chi tiết thêm về cái sản phẩm, về cái chiếc CB 600 Pro này nhé. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn ạ.